Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày đầu tuần, một ngày thứ hai, một ngày 31 tháng 10 thì em cũng xin phép mình quay trở lại làm một buổi video ngắn để em cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường ở trong một phiên vận động ngày hôm nay, cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang vận động như thế nào, để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những lượng sức mua, mình cũng sẽ đưa ra được một chiến lược đầu tư tốt nhất nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả. Thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh, và đây cũng chính là những động lực thúc đẩy giúp em làm những video sâu tốt hơn. Xin phép cảm ơn chị mình rất nhiều. Thì hôm nay là một cái phiên nỗ lực hồi phục thứ năm của thị trường sau một cái phiên đỡ cung ngày tạo đáy thứ nhất. Thì một phiên mà anh chị mình cũng thấy được là cái vận động đầu tuần tương đối tâm lý và giằng co của thị trường, khi mà đa phần những anh chị nhà đầu tư mình sẽ thấy là một cái phiên vận động cuối tuần vừa qua của thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số của Dow Jones đã tăng đâu đấy hơn 800 điểm và mọi người đều nghĩ rằng là mở một cái phiên vận động ngày hôm nay của thị trường thì cái động lực tăng giá sẽ mạnh mẽ. Nhưng cái bản chất theo những gì mà cá nhân em mình đánh giá và mình cũng thường xuyên đi phân tích với chị mình á, thì cái không có một bất kỳ một cái nguyên lý nào để đánh giá là thị trường chứng khoán Việt Nam mình, VN Index và thị trường chứng khoán Mỹ, Dow Jones, nó có một cái mối tương quan anh chị. Đấy, mọi người lưu ý, không có một cái nguyên lý nào nói Dow Jones tăng là VN sẽ tăng, Dow Jones giảm là VN sẽ giảm. Mặc dù nó có những yếu tố về vĩ mô sẽ tác động đến những yếu tố về tâm lý của nhà đầu tư mình trong ngắn hạn, nhưng với thị trường chứng khoán, quan trọng nhất vẫn là cái yếu tố về cung cầu. Mỗi một cái nền kinh tế nó sẽ có một cái bối cảnh kinh tế nó khác nhau. Mọi người lưu ý nhé, cũng như trên một cái vận động của thị trường chứng khoán, những cái tín hiệu về xu hướng nó cũng khác nhau. Với thị trường chứng khoán Mỹ, mọi người đã thấy nó đã tạo được tín hiệu hai đấy và nó có điểm xác nhận dòng tiền để nó bước vào những cái con hồi phục. Thì với VN Index của chúng ta hiện tại nó vẫn chưa xuất hiện bất kỳ một cái phiên xác nhận dòng tiền nào để nó trở vào những cái con sóng hồi phục ngắn hạn, và bản chất xu hướng chính của thị trường vẫn là một xu hướng giảm. Thì cá nhân em vẫn có những góc nhìn nó chính xác nhất và nó khách quan nhất đối với tất cả anh chị mình. Đến anh chị mình có cầm tiền hoặc là mình đang cầm cổ phiếu thì mình cũng sẽ đưa ra cho mình một cái chiến lược cho nó phù hợp. Anh chị mình lưu ý, chứ không phải thị trường nó xanh thì mình lại đi nó tốt, thị trường nó giảm đỏ thì mình lại đi nó xấu. Thì đó không phải là cái kênh YouTube của em anh chị. Mọi người lưu ý ha. Đấy. Cho nên hôm nay là một cái phiên mà thị trường có tín hiệu rút chân và đóng cửa xanh trở lại, đặc biệt là ở giai đoạn cuối phiên. Mọi người lưu ý ha, cho nên trong phiên ngày hôm nay có những lúc thị trường nó điều chỉnh và lại quanh những cái vùng hỗ trợ 1.000 điểm anh chị. Đây là những vùng hỗ trợ của thị trường chung, thì nó có tín hiệu rút chân trở lại. Thì cái biên độ thị trường đóng cửa ngày hôm nay quanh vùng giá 1.027 điểm, thì thị trường rút chân đâu đấy khoảng hơn 20 điểm, đặc biệt là vào vận động phiên chiều. Và anh chị mình sẽ thấy được là gì? Thị trường có những tín hiệu xanh điểm sau những cái giai đoạn trong phiên nó kiểm tra cung cầu, nó ép bán tâm lý của nhà đầu tư mình đang cầm cổ phiếu là tương đối nặng nề. Đấy. Và mình thấy đặc biệt là trong một cái phiên vận động ngày hôm nay, tổ chức họ ép những cái lượng hàng vào vận động của phiên chiều, khi mà đa phần cái lượng hàng T cộng 1,5 của những anh chị nhà đầu tư mình mua ở trong một cái phiên vận động hơn mấy năm tuần trước ấy, thì mình cái lượng hàng của mình cũng đã về tài khoản. Và em đánh giá đa phần anh chị nha, ví dụ như 1.000 cổ phiếu vận động trong một cái phiên hơn mấy năm tuần trước, thì đa phần cái lượng hàng T cộng 1,5 về ấy, thì cái số lượng cổ phiếu mà nó vẫn giữ được những cái khoản lại hay là hàng về tài khoản anh chị mình vẫn xin lại ấy, nó tương đối hạn chế anh chị. Ví dụ 1.000 mã thì đâu đó khoảng từ 5 đến 10 mã hàng về nó còn có lại, và 995 cổ phiếu còn lại, đa phần em nói là cổ phiếu nó đều trong cái trạng thái đỏ điểm hoặc là âm cái tài sản. Mọi người lưu ý nha. Cho nên khi mà những cái cổ phiếu mà chị mình có tham gia trong một cái phiên vận động thứ năm đi, hàng về mình đang có những khoản đỏ, và buổi chiều anh chị mình thấy cái áp lực tâm lý trên thị trường là cực kỳ lớn, có những lúc thị trường giảm hơn 2%, cái biên độ hơn 20 điểm là rất là lớn anh chị nha. Đấy. Thì đâu đó nó tạo những cái áp lực bán dành cho những chị nhà đầu tư mình khi mà mình đang còn cầm cổ phiếu đỏ nữa. Mọi người lưu ý, cho nên em nói hôm nay mà anh chị nào mình nhìn cái bảng giá đi, có những lúc anh chị mình thấy thị trường nó đỏ điểm, cổ phiếu nó đỏ điểm, thì rất dễ nó tạo những cái áp lực bán để cho anh chị nào mình có bắt những cái phiên hôm năm tuần trước hàng về, mình cũng rất dễ mình đem ra mình xử lý cổ phiếu. Mọi người lưu ý nha. Đấy. Cho nên là tổ chức họ tạo những cái áp lực bán, những cái quá trình mà kiểm tra cung cầu. Cho nên là cái vận động thị trường khi mà nó kiểm tra cung cầu anh chị, thì cái quá trình mà nó rung lắc là liên tục đấy, để nó làm gì? Để nó rũ bỏ cái sự đu bám của những anh chị nhà đầu tư. Cho nên cá nhân em mình hay chia sẻ với anh chị mình á, cái giai đoạn mà đầu cá anh chị là một trong những cái giai đoạn mà rất khó ăn,
rất khó sell anh chị. Ví dụ anh chị mình có mua đúng đấy đi, đúng một cái vùng giá thấp nhất trong phiên bữa năm đi, thì liệu đến như ngày hôm nay anh chị mình có cầm qua được cái đoạn mà rung lắc của phiên vận động buổi chiều hay không, thì đó lại là một cái câu chuyện khác đấy. Cho nên những cái chiến lược mà anh chị mình giao dịch quá nhiều hoặc là mình mua bán quá nhiều trong một cái xu hướng chính vẫn là một xu hướng giảm, và thị trường chung nó chưa có một cái phiên xác nhận bùng nổ heo đà để nó bước vào một con sóng hồi phục, thì đôi khi nó lại mang cái yếu tố gì chị, mang cái yếu tố tâm lý nó rất nặng nề đối với những nhà đầu tư nào mình đang cầm cổ phiếu. Hoặc là anh chị mình có thể là mình nhìn lại cái giai đoạn đầu cá khi mà thị trường chung nó chưa có phiên xác nhận bùng nổ heo đà, tại vì khi thị trường xác nhận bùng nổ heo đà thì nó sẽ bước vào giai đoạn khăn cá, thì đó là giai đoạn mà chị mình sẽ thấy tốc độ sinh lãi của mình nó sẽ nhanh hơn, và hiện tại nó chưa có điểm xác nhận. Cho nên giai đoạn đầu cá thì cái biên độ về lợi nhuận mà chị mình cảm nhận được trên tài khoản của mình đó, nó tương đối là hạn chế, hoặc thậm chí rất nhiều cổ phiếu nó còn thua lỗ. Ví dụ em đánh giá anh chị nào mua những cổ phiếu như Hoa Sen đi, trong một cái phiên hôm mới năm tuần trước, thì bây giờ cái lượng hàng anh chị mình về mình dính ngay hai cây sàn đấy. Hoặc là một số cổ phiếu như DG, những anh chị mình hay chia sẻ với em là hôm trước anh chị mình bắt giá sàn T0, anh chị mình lãi ra đấy rất là lớn, anh chị mình lãi khoảng 3-4% đấy, nhưng bản chất T cộng hàng về cùng lắm anh chị bắt đúng giá sàn thì mình còn hòa vốn, còn anh chị mua giá cao là hàng về anh chị mình còn lỗ luôn. Đó là tình trạng chung của 80% các mã cổ phiếu vận động trên thị trường ở trong một khoảng thời gian vừa qua, gọi là giai đoạn đầu cá. Cho nên khi thị trường chưa có những điểm xác nhận bùng nổ heo ra thì cá nhân em và rất mấy thằng bên mình vẫn trong trạng thái chờ đợi, quan sát, và mình luôn luôn sẵn sàng vốn để tham gia khi mà điểm mua an toàn nó xuất hiện trở lại. Ngược lại đâu đó chỉ có một số cổ phiếu như CTG nè, thì anh chị mình tham gia thì hàng về mình còn có lại. Thế nhưng đôi khi anh chị mình mua giá trần của CTG trong một cái phiên mới năm, phiên chiều ngày hôm nay hàng về, có những lúc nó test về lại quanh cái biên độ vùng giá 23.35 nè, thì anh chị mình cũng dễ rớt đi những cái lượng hàng mà nó tạo những áp lực bán. Và tâm lý thực ra bản chất của phiên chiều ngày hôm nay là tương đối nặng nề. Một số cổ phiếu như BID anh chị thì nó cũng tương tự, nhưng đâu đó chỉ có dòng ngân hàng là cái dòng mà trong một cái phiên mới năm vừa qua anh chị mình có tham gia thì xác suất mình có lại, nó còn có được đủ cái biên độ lợi nhuận. Còn đa phần các dòng còn lại chị mình thấy nó tương đối khó anh chị ha. Đấy, cho nên mọi người lưu ý, thì đó gọi là cái giai đoạn đầu cá thì nó tương đối xương, anh chị mình chọn lọc kỹ mình đánh thì mình còn có lại. Còn mà đánh tầm bậy tầm bạ mà đánh không có những cái yếu tố về cái phương pháp hệ thống á, hoặc là mình mua theo tâm lý xanh mua đỏ bán á, thì rất dễ dính vào tiếp tục là trạng thái thua lỗ. Và càng ngày trong một cái nhịp vừa qua đi anh chị mình thấy, khi mà cái trạng thái mình càng giao dịch thì tài sản của mình nó càng lại teo trở lại. Tại vì sao? Nó không có những khoản lãi, mà ngược lại rất dễ để anh chị mình thua lỗ. Thì đó là quan trọng nhất là về xu hướng của thị trường chung. Mọi người lưu ý nha. Cho nên khi mà thị trường chung nó bắt đầu một cái trên xu hướng tăng nè, nó có những điểm xác nhận hồi phục nè anh chị, thì em bản chất á, anh chị mình mua ở đâu mình cũng lại. Mình mua sai mình cũng đúng, mình mua đúng thì mình cũng đúng. Mọi người lưu ý, đó là quan trọng về xu hướng của thị trường chung. Đấy. Cho nên nhiều cái tình trạng bây giờ anh chị thấy đôi khi trong cái phiên T0 đi, anh chị mình mua thì mình có lại đấy, nhưng mà đa phần cái hàng lượng T cộng 1,5 mà mình về tài khoản á, thì nó rất là dễ nó đỏ điểm trở lại, và nó dễ tạo cho anh chị mình những yếu tố để mình đi cắt lỗ ra cổ phiếu. Đấy, cho nên khi mà đôi khi mà anh chị nào mình đã cắt lỗ ra cổ phiếu rồi á, thì rất khó để mà mình dám mua trở lại khi mà thị trường chung nó có một cái phiên bùng nổ heo đà. Mọi người lưu ý nha. Đấy, cho nên giai đoạn này thứ nhất là anh chị mình quản trị tâm lý cho nó tốt. Đấy, không phải thị trường nó đỏ thì mình lại đi tiêu cực, không phải thị trường nó xanh còn mình lại đi FOMO. Cá nhân em mình luôn luôn đồng hành với chị nào trong room hệ thống khách hàng, mình đồng hành với chị mình cực kỳ kỹ về cái yếu tố tâm lý này. Anh chị mình phải giải quyết cho mình được một cái bài toán là điều kiện gì là điều kiện anh chị mình tham gia trở lại thị trường. Tại vì trong một xu hướng giảm nó xuất hiện rất là nhiều những cái bull trap anh chị, đấy, để dụ cầu, thì mình không biết đâu là tín hiệu dòng tiền quay trở lại cho đến khi xuất hiện phiên bùng nổ heo đà. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên từ cái phiên buổi sáng hôm trước, á thì mình cũng đã đề cập đến chị mình rất là kỹ về những cái tín hiệu vận động tổng thể của cái xu hướng vận động của thị trường chung. Đấy, ví dụ trong một cái phiên mà chị thấy một cái phiên mà thị trường nó tạo được cái sự tăng giá này, đột biến về volume này, thì bản chất đây là phiên có dòng tiền nó tập trung ở nhóm cổ phiếu của dòng ngân hàng, cho nên chị là mà chọn sai dòng đi đấy, thì mình rất dễ mình thua lỗ trở lại. Cho nên đây là kết phiên vận động của ngày 27/10 là gì, thì mình cũng đánh giá chị nó kỹ. Cá nhân em là mình luôn có nhìn tích cực và khách quan với thị trường lúc thị trường giảm điểm, nhà đầu tư bi quan lo sợ, nhưng khi thị trường xanh điểm hồi phục trở lại thì mình cũng phải là những người phải tỉnh táo đánh giá cho nó chi tiết. Bản chất hôm nay là phiên hồi phục bình thường chứ phải là điểm xác nhận bùng nổ vào một cái chiên sóng mới. Mọi người lưu ý ha. Đấy, trên một cái phiên rút chân ngày hôm nay thì nó vẫn là những cái điểm tích cực để kiểm tra cái lượng cung cầu, nhưng anh chị mình cần chú ý điều gì cho những phiên vận động tiếp theo thì em sẽ cùng anh chị mình đi phân tích cho nó kỹ càng ở trong một cái buổi video ngày hôm nay. Mặc dù thị trường rút chân nhưng anh chị phải đánh giá về cái yếu tố về volume, yếu tố về thanh khoản. Thì hôm nay là một cái phiên mà rút chân nhưng thanh khoản của thị trường là tương đối lớn anh chị nha. Đấy, thanh khoản đâu đấy khi mà anh chị mình nhìn vào cái mức giao dịch thấp lên á, thì nó gần 600 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 10.000 tỷ anh chị.
Thì với một cái mức tương ứng khoảng 10.000 tỷ này á, thì chúng ta vẫn thấy được là gì? Cái áp lực bán của thị trường khi mà nó tiệm cận lên quanh cái vùng kháng cự 1050 này nè chị, đó là cái vùng kháng cự tương đối mạnh, thì nó vẫn xuất hiện những cái áp lực vẫn còn lớn, những cái áp lực bán nó vẫn còn hiện hữu đấy, điều đó thể hiện vào những phiên khối lượng lớn khi mà thị trường nó quay đầu trở lại, mọi người lưu ý á đó. Cho nên mình sẽ thấy được một số cái vận động khi mà thị trường nó vẫn còn vận động với áp lực bán lớn, thì bản chất trong những phiên tiếp theo nó sẽ tiếp tục, em đánh giá cao cái kịch bản thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra lại những quá trình cung cầu, thị trường sẽ tiếp tục có những quá trình nó tích lũy đến khi nào volume nó kiệt đi, mọi người lưu ý á, đến khi nào volume nó kiệt đi nè, volume nó hấp dần đi nè, cho thấy áp lực bán không còn nhiều nè, thì khi đó tổ chức nó mới sẵn sàng họ đổ tiền vào họ đánh cổ phiếu, mọi người lưu ý đấy. Cho nên đây là một cái nhịp giảm của thị trường chung, nó cũng đấy, khối lượng thị trường nó vẫn lớn, khối lượng ở đây là bao nhiêu, gì là khoảng hơn 600 triệu cổ phiếu, hay 642 triệu cổ phiếu. Thì trong một hai phiên gần đây mà thấy thị trường tiếp tục nó gặp lại vùng áp lực bán lớn thì nó điều chỉnh lại là điều rất bình thường. Khi mà anh chị mình hiểu về cái nguyên lý về cung cầu á, thì mình sẽ đánh giá rất kỹ về những yếu tố hành vi của tổ chức. Đấy, mọi người lưu ý. Cho nên nhiều anh chị mình hay nói là thị trường sợ nó lên hình chữ V, sợ nó lên thẳng mình không có cơ hội. Không phải anh chị. Quan trọng bây giờ không phải là thị trường nó không có cơ hội, mà chỉ sợ anh chị nhau tới mình không có tiền khi cơ hội nó đến. Mọi người lưu ý. Cho nên đoạn này nó chị nào mà cầm tiền đi, anh chị nào mình có vốn đi, mình rất chủ động cho việc mình tham gia cổ phiếu, mình giao dịch cổ phiếu. Đấy. Và hôm nay bản chất mình cũng thấy được sự phân hóa của thị trường chung. Mặc dù thị trường rút chân đấy, thị trường đóng cửa xanh, nhưng không phải mã nào nó cũng xanh, không phải mã nào nó cũng rút chân. Vẫn có rất nhiều những cổ phiếu nó nằm ở vùng giá sàn như là BVD, những cổ phiếu của dòng kép nó vẫn sàn, hoặc là một số cổ phiếu mà chị thấy như DIG đi, dòng bất động sản DRH, vẫn cổ phiếu như Hòa Bình nó vẫn sàn. Đấy, đó là điều vận động hết sức bình thường. BC1 nó vẫn sàn. Ngược lại nó vẫn có những cổ phiếu nó tăng trần. Đấy, những cổ phiếu HCM nó vẫn tăng trần này, những cổ phiếu vẫn giữ được vùng giá xanh như CTG, BID và dòng ngân hàng. Đó, thì đó là sự phân hóa của thị trường chung, không phải mã nào nó cũng xanh. Tại cho nên đôi khi anh chị mình cầm trúng ngay những cổ phiếu mà nó yếu á, thì mình cảm giác như ngày hôm nay vẫn là cái phiên biên độ giảm điểm rất là tiêu cực của thị trường chung. Ngược lại anh chị nào cầm đúng ngay những cổ phiếu nó vẫn giữ giá tốt, thì mình cảm thấy thị trường chung đang như là quá trình tạo đáy trở lại. Mọi người lưu ý nha. Cho nên quan trọng anh chị mình cầm tiền để mình chọn lọc được những cổ phiếu mạnh cho một cái nhịp thị trường xác nhận một con sóng hồi phục tiếp theo. Đó mới là cái điều quan trọng anh chị. Còn một hai phiên một vài phần trăm trong giai đoạn đầu cá thì cá nhân em mình sẽ không ưu tiên để mình tham gia, để mình cá cược vào ở giai đoạn hiện tại, mà mình sẽ ưu tiên mình chờ đợi quan sát nhiều hơn. Khi mà thị trường chung nó kiệt cung trở lại, mình sẽ hướng dẫn cho chị mình những điểm mình mua ngay. Dù đây quá trình test lại nè, thị trường test lại áp lực bán nè, thì hôm nay vẫn là cái phiên volume nó còn lớn, thì khối lượng nó còn lớn, cho nên thường nó vẫn tiếp tục là những quá trình nó sẽ tiếp tục tạo sự cân bằng thêm. Nó phải kiểm tra lại cung cầu tiếp theo cho quá trình nó kiệt cung đi, thì nó sẽ chờ đợi cái điểm dòng tiền bùng nổ quay trở lại. Mọi người lưu ý ha. Đấy. Cho mình đã chia sẻ với chị mình rất kỹ từ cái phiên vận động buổi tối ở thứ năm, video ngày thứ năm mình đã chia sẻ với chị mình về những cái kịch bản vận động nó tương đồng với thời điểm của tháng 7 năm 2021 anh chị. Khi mà thị trường chung nó khủng đấy nè, khối lượng lớn nè, thì quá trình hồi phục lên nó gặp lại vùng kháng cự, thì nó phải kiểm tra cung cầu anh chị, thì nó xuất hiện một số cái phiên nó test lại nè. Ví dụ cái phiên ngày 23 tháng 7 nè, phiên test lại của thị trường nè, volume này còn lớn anh chị nha, volume nó lớn hơn cái phiên nỗ lực hồi phục trước đó. Ví dụ cũng tương tự thị trường của mình thôi, ví dụ chị thấy nè, đây là phiên nỗ lực hồi phục nè, phiên nó test lại khối lượng nó vẫn còn lớn nè, mặc dù rút chân nhưng mà volume ở đây vẫn còn lớn, thì nó sẽ thường tiếp tục nó kiểm tra thêm một hai nhịp nữa, cho nên thường sẽ xuất hiện trong vài phiên nữa thị trường cân bằng. Dù thấy đây volume còn lớn nè, thị trường rút chân lên nè, tương tự anh chị, phiên đỡ cũng rút chân lên nè, nhưng mà volume đây còn lớn, tiếp tục sẽ xuất hiện một số cái phiên nó sẽ test lại tiếp. Nó test đến khi nào mà anh chị thấy volume này kiệt quệ đi nè, khối lượng kiệt đi, một phiên test cung khối lượng thấp nè, thì nó sẽ đổ bộ những tín hiệu dòng tiền vào quay trở lại để nó xác nhận những con sóng hồi cho anh chị mình tham gia. Đấy, cho khi mà anh chị mình đã hiểu về cái vận động về cung cầu nè, về tín hiệu của tổ chức nè, hành vi của dòng tiền nè, thì mình sẽ có những trạng thái gì, mình bình tĩnh hơn trong việc mình xử lý, mình không phải giao dịch quá nhiều ở trong thời gian vừa qua. Mọi người lưu ý nha. Đấy, trong thời gian vừa qua anh chị nào càng tham gia nhiều, mình càng bị cuốn vào trạng thái tâm lý của thị trường, mình càng bị dễ thâm hụt cái tài sản của mình, tài sản của mình càng ngày càng teo trở lại, tại vì lợi nhuận ở đâu có nhiều lắm chị, lợi nhuận cùng lắm là chị tham gia tốt thì được 7, 10, 15, 20%, nhưng mà thật ra rất là khó để cho anh chị mình chọn lọc. Thì đó là về cái tín hiệu về xu hướng, chị mình lưu ý ha. Đấy. Và bản chất một cái phiên rút chân như ngày hôm nay á, thì nó cũng không có sự đồng thuận từ các dòng, nó vẫn mang cái màu sắc phân hóa rất là nặng, có dòng thì trần, có dòng thì nó vẫn sang, có dòng thì xanh, có dòng thì đỏ, nó không có sự đồng thuận. Cho nên trong những cái phiên ngày mai ngày mốt thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra lại cung cầu và nó chờ một cái phiên test cung ở phía sau. Mọi người lưu ý ha, khi nào xuất hiện phiên test cung nè, khối lượng thấp nè, thì nó sẽ tạo tiền đề để xuất hiện những phiên bùng nổ dòng tiền. Thì hôm nay là phiên nỗ lực hồi phục số 5, ngày mai là phiên nỗ lực hồi phục số 6, thì đánh giá ngày mai thị trường sẽ chưa xuất hiện ngay cái điểm dòng tiền đâu anh chị. Đấy, tại vì nó không có sự đồng thuận volume còn lớn. Nếu như mà hôm nay thị trường rút chân có lượng thấp hơn thì nó sẽ rất dễ xuất hiện điểm dòng tiền hơn, còn có lượng lớn
thì áp lực bán nó vẫn còn, thì mình vẫn chờ thêm với những tín hiệu của thị trường anh chị ha, thì mình cứ chờ thị trường phát tín hiệu rồi mình sẵn sàng mình tham gia. Thì chiến lược hiện tại thì anh chị mình cũng không nên quá tiêu cực với thị trường đâu. Ví dụ lúc sáng nay đi, lúc thị trường chung nó giảm rất là sâu, rất là mạnh đó, thì cá nhân em vẫn là những người mà mình đồng hành với chị mình trong room lúc khoảng 11:30 nè, thì mình vẫn đánh giá anh chị mình rất kỹ đó. Thằng trường phân sáng nay nè, thì quá trình nó kiểm tra lại cung cầu thì nó rung lắc, nó tạo áp lực là bình thường. Tại vì thị trường rung lắc thì anh chị mình cầm cổ phiếu mình mới sợ, thì mình mới lo sợ thì mới dễ mình bán cái cổ phiếu, thì nó mới gọi là kiểm tra cung cầu anh chị nha. Thì phiên sáng nay thanh khoản thị trường chỉ quanh quanh hơn 4.000 tỷ đó, biên độ giảm 13 điểm thì cũng không phải là một tín hiệu gì đâu mà gọi là quá xấu anh chị, nó rất là bình thường. Đấy, mình lưu ý cho các phiên tech cung lúc nào cũng đè nặng cái tâm lý của nhà đầu tư mình hả, cho anh chị mình cứ quan sát đó, mình quan sát phiên chiều. Thì trong một cái xu hướng thị trường chung á, chị mình lưu ý nè, trong một cái chênh giảm thì anh chị nhà đầu tư mình mua chậm bán nhanh. Tại vì sao? Có anh chị nào hiểu về câu nói này không? Thì em sẽ cùng anh chị mình đi phân tích. Mua chậm là gì? Có nghĩa là trong một xu hướng giảm, nó chưa có động thái dòng tiền quay trở lại, thì dòng tiền tổ chức họ chưa tham gia, thì mình sẽ chậm rãi trong việc mình chọn lọc cơ hội đầu tư để mình mua. Còn anh chị mình thấy trong một cái nhịp giảm vừa qua ấy, anh chị nào mà vội vội vàng vàng nè, mình thiếu đi cái sự bình tĩnh nè, mua bán hấp tấp nè, thì thấy nó rất là khó để mà nó sinh lãi, mà ngược lại cái yếu tố rủi ro lại cao. Đấy, còn anh chị mình trong một xu hướng giảm mà mình phải bán nhanh là vì sao? Tại vì nhìn thấy cái biên độ giảm của cái cổ phiếu hoặc là thị trường chung á, nó rất là nhanh, mà anh chị nào mà không tuân thủ cắt lỗ, không xử lý kịp cổ phiếu á, là mình sẽ dính vào những trạng thái tài sản mình âm rất là sâu. Cho nên trong một xu hướng giảm, mua chậm bán nhanh nó là như thế, mọi người lưu ý nha. Đấy, ngược lại trong một cái xu hướng tăng đi, ví dụ anh chị thấy trong những con sóng 2020, 2021 vừa qua, trong một xu hướng tăng thì mình phải làm gì? Thì mình sẽ là gì anh chị? Mình sẽ trong một xu hướng tăng thì mình sẽ mua nhanh bán chậm. Cái trong một xu hướng tăng là dòng tiền nó cuồn cuộn nó đổ vào, nó tham gia vào cổ phiếu, tổ chức họ đổ tiền vào, họ đánh đi lên, họ đẩy giá, khi mình phải tham gia nó đúng điểm thì mình phải tham gia cho nó nhanh. Còn chị mình không tham gia nhanh thì cổ phiếu nó trần và nó vượt điểm mua thì rất khó cho chị mình tham gia. Ngược lại trong một xu hướng tăng á, thì những quá trình nó rung lắc, nó điều chỉnh, nó rũ bỏ sự lưu bán của nhà đầu tư chứ không phải là tạo đỉnh. Cho nên anh chị mình bán thì nó phải chậm. Đấy, mọi người lưu ý đó là đều là những cái nguyên lý và kinh nghiệm của cá nhân em mình rút ra được sau những quá trình mà mình đầu tư trải qua rất nhiều những con sóng tăng, con sóng giảm, con sóng đi ngang của thị trường chung, thì mình đúc kết nó là như thế. Cho nên hệ thống anh em mình đầu tư là mình phải có cái điều kiện, mình phải có một cái chiến lược để mình tham gia. Đấy, mọi người lưu ý nha, thì em vẫn luôn rất sẵn sàng trong việc mình quay trở lại thị trường nếu như xuất hiện điểm xác nhận bùng nổ heo ra, để mình sẵn sàng mình chọn lọc vào những cổ phiếu để mình tham gia, mọi người lưu ý. Đấy, nhờ bản chất thị trường nó cũng đã rơi sâu rồi. Đấy, thì buổi sáng mình cũng đã nhận định với anh chị mình nó chi tiết. Ví dụ anh chị mình thấy hôm nay là phiên nỗ lực số 5 nè, thị trường đang gặp lại ngưỡng kháng cự áp lực bán quanh vùng 1030-1050 thì kịch bản tích cực ngắn hạn thị trường sẽ phải tích lũy lại đó, tích lũy 3 năm phiên kiểm tra cung cầu trước khi xác nhận điểm bùng nổ theo dòng tiền. Đấy, và cái nguyên lý thị trường đã giảm từ 1.300 đến hiện tại khoảng hơn 2 tháng anh chị, gần 2 tháng. Đấy, thì không có một thị trường nào rơi mãi đó. Cho nên em vẫn giữ những cái quan điểm như buổi video cuối tuần mình chia sẻ chị mình đó, là tháng 11 sẽ là một cái tháng mà xuất hiện cơ hội, chí ít là một nhịp sóng hồi để chị mình tham gia. Mình lưu ý ha, thì mình vẫn tập trung với những nhóm cổ phiếu như thế này. Đấy, thì đó những cổ phiếu mình sẽ ưu tiên. Thì hôm nay có những cổ phiếu nào mà mình cập nhật lại được hay không, hoặc là những cổ phiếu nào mà nó vi phạm mà nó không đạt cái tiêu chí ấy, thì mình sẽ loại bỏ ra, thì mình sẽ cập nhật lên chị mình trong một cái buổi vẫn tiếp tục là phân loại cổ phiếu trong một cái buổi video ngày hôm nay anh chị ha. Đấy, hôm nay các dòng cổ phiếu nó không có sự đồng thuận, cho nên nó rất khó để nó xuất hiện ngay cái điểm bùng nổ trong một cái phiên vận động ngày mai. Và anh chị thấy nè, trước một cái điểm bùng nổ dòng tiền, dù hay xác định có sóng hồi nha, gần nhất cho mình, cho chị mình dễ hiểu, đây là cái điểm test cung của thị trường này chị, điểm test cung nè, đỡ cung nè, đấy, có lượng thấp nè, cho thấy áp lực không còn nhiều nè, thì chờ điểm dòng tiền quay trở lại. Đấy, thì mình thấy phiên ngày 28/7 là phiên bùng nổ dòng tiền của các cổ phiếu vận động trên thị trường. Thì mình sẽ cùng nhau đối chiếu qua những cái cổ phiếu này xem như thế nào anh chị ha. Thì mình sẽ làm với nhau bài toán so sánh để cho chị mình hiểu tại vì sao trước phiên bùng nổ theo đà, một phiên tích cung thì nó phải có sự đồng thuận từ các dòng cổ phiếu để nó luôn luôn sẵn sàng ra trận và đánh bùng nổ đi lên anh chị. Đấy, một cổ phiếu muốn tăng nó luôn luôn có sự sẵn sàng và chuẩn bị, chứ không phải đột nhiên mà anh chị mình thấy tin tốt ra lại bùng nổ, không phải là như thế anh chị nha. Đấy, thì mình sẽ làm cho anh chị một bài toán về sự so sánh để cho chị mình hiểu hơn đó. Đấy, tại vì thị trường chứng khoán là một thị trường mà nó luôn lặp đi lặp lại những cái dữ liệu trong quá khứ. Đấy, quá khứ cũng là hình bóng của tương lai mà. Chị mình lưu ý ngày 27/7 và ngày 28/7 ha, thì mình nhìn trước qua dòng ngân hàng đi, thì mình thấy một số cổ phiếu STB mình sẽ cùng xem như thế nào. Thì đây là cái ngày 27/7, thị trường có phiên test cung, cổ phiếu nó cũng xuất hiện điểm test cung rất đẹp anh chị ha, test cung có lượng thấp nè. Phiên sau thị trường bùng nổ, cổ phiếu STB nó cũng xuất hiện điểm bùng nổ đột biến về volume và về khối lượng. Đấy, tiếp theo mình nhìn qua BID cũng tương đồng thôi anh chị, ngày 27/7 xuất hiện điểm test cung, khối lượng kiệt quệ, test cung của thị trường chung. Hôm sau thị trường đột biến khối lượng, con này cũng gia tăng đột biến khối lượng và tiếp tục một cái quá trình tăng ngắn hạn. Đấy, đó là dòng ngân hàng mình đã thấy được có sự đồng thuận. Thứ hai bằng
ngân hàng nè, rồi tới dòng chứng đi anh chị. Dòng chứng mình sẽ nhìn vào những cổ phiếu như HCM xem anh chị ha. Đấy, ngày 27 tháng 7 thì con HCM này trước đó đã có một cái nhịp tăng trước rồi này. Thì mình nhìn qua một số cổ phiếu như là VCI đi anh chị. Một số cổ phiếu của dòng chứng khoán như VCI thì mình cũng thấy được cái vận động của nó cũng tương đối là tích cực anh chị nha. Vô đây mình thấy à, một cái sự đồng thuận trong ngày 27 tháng 7 điểm test chung, cổ phiếu cũng có điểm test chung, một cái nhịp hồi phục của dường chung, thì những con này nó cũng bước vào một cái pha hồi phục anh chị ha. Đấy, cũng bước vào cái pha hồi phục. Đó dòng chứng khoán, hoặc là nhìn vào một số cổ phiếu như AI đi, để cho anh chị mình thấy được cái sự đồng thuận của cái cổ phiếu trước khi mình xuất hiện điểm bùng nổ. E này điểm test cung, khối lượng gấp, điểm test cung ở đây, điểm sau dòng tiền đi vào thì những con này cũng bắt đầu sự tăng giá, cũng là tương tự anh chị nha. Tiếp theo mình đã thấy được có sự đồng thuận giữa dòng ngân hàng và dòng chứng khoán. Thứ ba là dòng cổ phiếu dòng thép đi, nhìn qua HSG. Thế anh chị thấy điểm test cung của những cổ phiếu như HSG là ở đâu? Ví dụ đây là cái điểm gãy rũ nè, mình tích lũy anh chị, gãy nền rũ nó ép bán nè, đỡ cung trở lại nè. Thì thấy bắt đầu những con này nó sẽ đi chậm hơn. Tại vì nó xuất hiện điểm ép bán phải kiểm tra lại cung cầu kiệt quệ nè. Thì sau cái điểm đó mình thấy thị trường xuất hiện điểm bùng nổ đi lên, nhưng trước một cái điểm bùng nổ thì những con này cũng có điểm đỡ cung lại, khối lượng thấp. Mọi người lưu ý ha, đây phiên stopping volume nè, và sau đó xuất hiện điểm dòng tiền muộn hơn so với thị trường. Đấy, nhưng bản chất nó vẫn bước vào một cái đà hồi phục chung của thị trường chung, nhưng trước đó là điểm test cung. Mọi người lưu ý ha. Đấy, tiếp theo là một số cổ phiếu, ví dụ chị nhìn như Hòa Phát đi. Hòa Phát nó cũng tương tự nè, xuất hiện muộn nè, một số cổ phiếu như Nam Kim nè. Đấy, thì mình cũng thấy được cái điểm gì đỡ cung là của cổ phiếu nè, chết là cái phiên test cung nó sự đồng thuận của dòng thép. Thứ ba, thứ tư là mình đến với dòng cổ phiếu dòng chứng khoán, dòng chứng đó xin lỗi là dòng bất động sản. Ngày 27 tháng 7 thì anh chị thấy cũng tương đồng không? Một cái điểm đỡ cung trở lại nè, thị trường đỡ cung là ngày 27 tháng 7 nè, hôm sau là điểm dòng tiền đi vào nè. Đấy, hoặc là một số cổ phiếu đất xanh đi, đoạn này đất xanh hồi cực tốt anh chị nha, đoạn này là em làm canh em đánh đất xanh nè. Cái điểm đỡ cung của thị trường chung ở đây nè là mình tham gia với cổ phiếu đất xanh nè, mình đánh phiên này, em đánh phiên này, phiên điểm cung trước đó, hôm sau là phiên chạy của cổ phiếu đất xanh luôn. Là đất xanh là con trần, nó giúp cho thị trường đỡ cung lên nè. Thì thấy cái động lực anh chị, cái động lực rất tốt không, đồng thuận với thị trường nè. Thì khi đó mình đã chứng kiến được vài dòng như thế, thì nhìn thấy qua dòng những dòng cổ phiếu mà gọi là gì, những dòng cổ phiếu lớn đi. Đấy, mình nhìn ví dụ như Vinamilk, mình thấy cũng tương đồng anh chị thấy không, những cái điểm đỡ cung của thị trường đi, dù đây điểm đỡ cung của thị trường nè, thì Vinamilk cũng đỡ cung nè, sau đó bước vào cái pha hồi nè. Đấy là một số cổ phiếu của Vinamilk anh chị, em bấm nhầm xin lỗi, thì một số cổ phiếu của Vinamilk đi, thì mình thấy đó trong cái ngày 27 tháng 7 đi, thì bản chất nó cũng xuất hiện những cái phiên gì, những phiên đỡ cung lại nè, khối lượng kiệt quệ chung thị trường chung nè. Chị mình lưu ý á, thấy khi sau này con này nó có một điểm rũ nữa nó mới bước vào cái pha hồi phục phía sau hả. Nhưng bản chất mà thấy sự vận động của 80% các cổ phiếu đều đồng thuận với thị trường chung, thì nó mới tạo cái tiền đề cho một cái phiên hôm sau là phiên bùng nổ anh chị. Còn hôm nay anh chị mình nhìn lại đi, hôm nay là phiên rút chân của thị trường, biên độ lớn, khối lượng còn lớn anh chị nha. Thì thấy có dòng ngân hàng, thì mình đi qua trước một số cổ phiếu ngân hàng như STG thì nó có rút chân tốt. Mọi người lưu ý, BID thì nó cũng có điểm tăng tốt. Đấy, STB nó cũng có sự vận động, nó cũng tích cực đi. Đấy, mặc dù nó cũng không gọi là tuyệt đối đó. Và dòng cổ phiếu dòng chứng khoán CM thì nó chậm, những cổ phiếu VCI thì nó cũng tăng tốt. Nhưng mà trong dòng của dòng chứng khoán VND thì nó lại đỏ. Đấy, SSI thì động lực tăng giá nó không nhiều, nhưng nó vẫn có những cái vận động nó chung với những cổ phiếu nhất CM, nó vẫn tăng tốt. Đấy, nhưng ngược lại mình nhìn qua dòng cổ phiếu HSG, dòng cổ phiếu dòng thép Nam Kim, dòng cổ phiếu của HBG, thì mình lại thấy một cái vận động nó đang có những sự phản ánh, những tác động tiêu cực sau khi mà nó xuất hiện những cái báo cáo tài chính thua lỗ trong quý 3 vừa qua. Ví dụ như Hòa Phát là lỗ 1.300 tỷ, những cổ phiếu Hoa Sen lỗ rồi đấy khoảng gần 1.000 tỷ, những cổ phiếu Nam Kim lỗ đấy gần khoảng 500 tỷ. Thế nó có những sự tác động nó không đồng thuận với thị trường, mặc dù thị trường hôm nay rút chân, những con này nó có cái điểm nổ volume rất là lớn ở những vùng giá thấp. Mọi người lưu ý ha. Đấy, còn mình nhìn một cái dòng bất động sản đi, một số cổ phiếu như DIG thì nó vẫn tiếp tục nó sạc, nó không có sự đồng thuận nào cả. Mọi người lưu ý ha. Đấy, một số cổ phiếu đất xanh thì nó còn có điểm rút chân lại cũng tốt, những cổ phiếu DG là nó sàn này. Đấy, chứ mình nhìn qua tổng thể mặt bằng chung của thị trường hôm nay không có sự đồng thuận từ tất cả các dòng cổ phiếu, cho nên nó không tạo được một cái điểm gọi điểm tiền đề để xuất hiện những điểm bùng nổ ở trong phiên ngày mai. Mọi người lưu ý ha. Cho nên cá nhân em thường là mình sẽ thấy được một số tín hiệu thị trường nó sẽ tiếp tục nó tạo sự cân bằng, sau từ tạo sự cân bằng kiểm tra cung cầu thêm, nó chờ điểm dòng tiền ở phía sau. Ngày mai là cái điểm bùng nổ, ngày mai là điểm nỗ lực hồi phục số 6 của thị trường chung. Thì mình cùng quan sát thôi chị. Đấy, thì vùng này là vùng mà mình chờ đợi cơ hội, chứ mình không đi bàn luận về sự tiêu cực của thị trường nữa. Thị trường nó giảm cái biên độ khá là sâu rồi, cũng là đã giảm khoảng 2 tháng anh chị. Mọi người lưu ý. Đấy, trên đó là những gì mà em chia sẻ với chị mình, để anh chị mình hiểu hơn về thị trường, mình đầu tư cho nó bài bản hơn anh chị. Đấy, chứ anh chị mình đừng có thấy đỏ mình mua xanh trong phiên thì nó quay đầu nó tăng trở lại thì mình nghĩ nó sẽ bước vào quá trình tăng, nó không phải đâu chị. Đấy, ví dụ như em đánh giá với chị nhà đầu tư mình nè, một cái thị trường bây giờ ví dụ trước tiên nó sẽ bước vào một con sóng hồi, thì thường nó hồi lên một cái vùng giá trên cao á, tích cực nhất là nó cũng phải tích lũy lại. Mọi người lưu ý ha. Đấy, như mình thấy vận động của quá trình vận động hồi xưa đi, thấy một số cổ phiếu ví dụ như là VPBank đi,
Những cổ phiếu này là rất rõ ràng về cái tín hiệu vận động này. Thì chị thấy nè, với những cổ phiếu như là VPBank á, sau một cái biên độ rơi lớn, sau cái biên độ rơi sâu của thị trường chung ở giai đoạn Covid á, thì cái nhịp đầu tiên là những cái nhịp hồi. Nhịp hồi phục rất bình thường, rơi sâu hồi phục. Nhưng để bước vào một con sóng chính anh chị nha, thì đây quá trình tái tích lũy lại. Thì nó phải có cái nền tảng tái tích lũy lại nè, thì nó tạo cái tiền đề để nó bước vào một con sóng chính ở giai đoạn phía sau. Cho nên cơ hội của thị trường không bao giờ thiếu. Đấy, quan trọng nhất là chị có còn tiền để mình sẵn sàng mình tham gia vào những con sóng mới, vào những cái chu kỳ mới hay không, đó mới là cái điều quan trọng để cho chị mình trả lời. Mọi người lưu ý ha, thấy còn hôm nay thị trường nó vẫn ở đó đó, thị trường nó vẫn còn đó. Đấy, thị trường hôm nay không mua được thì ngày mai mình mua, tuần này mình không tham gia được thì tháng sau mình tham gia. Đấy, cho ví dụ anh chị nào trong room mày có cái bên em á, là trong hơn một tháng vừa qua mình không có những cái tình trạng giao dịch quá nhiều để mình giữ cái tài sản đó chị. Đấy, đó mới là cái điều quan trọng. Còn chị mình càng giao dịch nhiều trong tháng vừa qua thì không lỗ ít thì cũng lỗ nhiều, còn cái xác suất mà chị mình lại nó rất là hạn chế. Ai trong một tháng vừa qua room em vẫn có lại, em có lại với những cổ phiếu như Vinamilk, em có lại với những cổ phiếu như BVD, mình cũng đã chốt được một đoạn ngắn của BVD trong một cái đoạn hồi phục về cái vùng đỉnh cũ anh chị nha. Đấy, trước khi nó tạo một điểm khá là xấu BVD này, BVD nói chung từ phiên áp lực bán lớn mình cũng không có còn quan sát trở lại. Thì đó mình dựa vào tín hiệu thị trường đó, tín hiệu cổ phiếu đó, chứ không phải là mình yêu thích quá nhiều một hai cổ phiếu nào cả. Mình quan trọng là gì, cổ phiếu nó có mang lại được cơ hội đầu tư cho mình hay không, đó mới là điều quan trọng anh chị nha. Chứ em cũng không phải là một người mình đánh theo cơ bản, mình thích sàn cổ phiếu để mà mình quá yêu thích một cái doanh nghiệp nào đó. Đấy, thì mình sẽ tiếp tục mình đi phân loại với anh chị mình. Thì đầu tiên vẫn là nhóm cổ phiếu hàng đầu, hôm nay mình có bổ sung thêm, mình thấy một số dòng cổ phiếu nó cũng đáy một như là dòng chứng khoán á, thì nó cũng tạo được một cái tín hiệu này, mình cũng nói là dòng chứng khoán á, thì nó cũng tạo được một cái tín hiệu nhìn chị nó hồi phục trở lại và nó có dòng tiền, thì mình sẽ nói lại nó thuộc nhóm 2. Mình vẫn ưu tiên với chị mình hiện tại là nhóm 1 anh chị. Nhóm 1 là nhóm mà nó không khủng đáy, mình sẽ ưu tiên cho một cái đoạn sau. Ví dụ Techcombank ở đây là mình ưu tiên nó thuộc vào nhóm 2 luôn này. Đây bằng ở đây có Techcombank này. Đấy, thì đầu tiên mình phân tích với anh chị mình trước về cái nhóm 1 này anh chị ha. Thì vẫn là ưu tiên hàng đầu thời điểm hiện tại là dòng ngân hàng. Thì mình thấy một số cổ phiếu như CTG đây, mặc dù hôm nay có những thời điểm thị trường giảm rất sâu, giảm rất mạnh, thì những con này nó vẫn quanh quanh cái vùng tham chiếu anh chị. Hay là nó có giảm chung với thị trường một tí đó thì nó cũng rút chân trở lại. Thì đây là mình thấy xung lực những con này vẫn là những cổ phiếu khỏe. Tại vì sao nói với chị mình nhóm 1 luôn là nhóm cổ phiếu mạnh nhất anh chị ha. À, thị trường vàng vàng thôi là những con này sẽ tăng đầu tiên. Thị trường mà xanh mạnh là những con này cũng kéo nó tăng trước, thị trường mà đỏ thì những con này cũng giảm ít chứ. Thì đó mới gọi là những cổ phiếu mạnh. Quan trọng nhất khi mà chị mình hiểu về xu thế thì lúc nào anh chị mình cũng sẽ ưu tiên chọn lọc được những cổ phiếu tốt nhất của thị trường tại thời điểm đó. Mọi người lưu ý ha. Đấy, thì bản chất những con này đã xác nhận quá trình hai đáy rồi, nó có điểm dòng tiền vào rồi, mọi người lưu ý ha. Đấy, bắt đầu vùng này volume nó còn lớn thì em kỳ vọng sẽ tiếp tục quá trình nó cân bằng, nó tích lũy lại. Thì những cổ phiếu này thường lên cao nó gặp lại vùng kháng cự, nó phải kiểm tra cung cầu liên tục anh chị. Đấy, trên từ kênh dưới đi lên chị theo cổ phiếu rung lắc rất là liên tục. Đôi khi anh chị mua đúng điểm ở đây đi thì mình cũng đâu cầm nổi được trong hết phiên ngày hôm nay đâu. Hôm nay là một phiên tương đối rung lắc của những cổ phiếu như CTG đúng không? Nhưng bản chất mọi thứ á, chị thấy những cổ phiếu mà giữ được vùng đáy trước nè là những cổ phiếu mạnh. Thị trường giảm nó không giảm, đấy là đó những cổ phiếu cực kỳ tốt, nó mang cái tốc độ đỡ giá nó khỏe hơn. Dòng ngân hàng cũng là cái dòng mà nó đang neo giữ lại được cái điểm số của thị trường chung, cũng như tâm lý thị trường là tương đối tốt. Đấy, nhưng một số cổ phiếu này hôm nay volume cũng lớn quá chị ha, volume này cũng 10 triệu là tương đối lớn với những cái cổ phiếu như là CTG. Trên thường em kỳ vọng những quá trình sẽ tiếp tục nó cân bằng trở lại đi. Đấy, nó cân bằng nó kịp cung lại sẽ khá tốt, thì nó sẽ tạo ra cho anh chị mình những cái điểm tham gia hoặc là những cái điểm mua. Chứ một số cổ phiếu này ví dụ trong một vài phiên tới mà nó tiếp tục nó kéo thêm thì bản chất nó cũng không tạo ra được những cái điểm mua an toàn. Đấy, cho nên ví dụ mình trong cái trường hợp mà em chờ mua mà nó vẫn tiếp tục nó kéo một cái điểm như tạo xung đột, nó tiếp tục nó tăng thêm á, thì mình cũng sẽ không thấy được cái điểm mua để cho mình tham gia. Đấy, mà những con này thường nó cũng sẽ không lên luôn đâu. Mà chị thấy nè, một cái nhịp hồi phục đầu tiên á, trước tiên là cái vùng target của anh chị mình là quanh cái vùng kháng cự biên độ trên, là quanh cái vùng 28 anh chị. Hiện đây sẽ là cái vùng kháng cự của những cổ phiếu như là CTG này anh chị. Thì hôm nay nó cũng phải tái tích lũy lại. Thì mình thấy những con như CTG tạo chuẩn về một cái form mô hình tạo đáy VNA luôn anh chị. Cũng đấy nè, hồi phục test lại nè, dòng tiền đi vào nè, dòng tiền đi vào tương đối tốt với những cái cổ phiếu như là CTG anh chị ha. Đấy, nên anh chị mình chờ quá trình nó cân bằng lại thì sẽ tạo ra những cái điểm mua. Ví dụ đây là cũng là cái vùng kháng cự quanh vùng 25 của những cổ phiếu như là CTG này. Đấy, thì mình sẽ cùng quan sát như thế nào đó. Thì mình chờ nó quá trình nó cân bằng lại thôi, tích lũy lại kỳ cung rồi nó mới tạo điểm mua anh chị. Còn vùng này ví dụ như thấy volume nó lớn như thế này thì bản chất nó khó tạo ra những cái điểm mua an toàn dành cho anh chị mình. Tuy nhiên là cái biên độ di động cực kỳ lớn không, này rất là lớn với những cổ phiếu CTG ấy. Nhưng mà xét về xu thế mọi thứ ấy, thì CTG là một trong những cổ phiếu hiện tại nó mạnh nhất thị trường, xét về xu hướng từ vùng đáy đi lên, mọi người lưu ý nha. Đấy, sau đó là những cổ phiếu như BID nó cũng tương đồng cái gì, dù BID nó cũng tương tự như thế này với CTG này. Đấy, thì vùng này ví dụ khi mình đã xác nhận cái vùng hai đáy rồi thì quá trình mà nó cân bằng trở lại vùng giá trên cao á, trên mẫu hình á, trong một cái xu hướng ngắn hạn là xu hướng tăng á,
thì nó sẽ tạo ra cho anh chị mình điểm mua. Nhưng bắt buộc vừa nãy cân bằng nó phải kịp cung đi thì nó mới an toàn anh chị. Còn mà volume nó cân bằng mà volume nó còn lớn 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 như thế này thì bản chất nó cũng không đạt vào cái tiêu chí của cá nhân hệ thống khách hàng bên em để mình tham gia anh chị ha. Đấy, hiện tại thị trường mà anh chị mình đếm được những cổ phiếu như CTG này và BID ấy, thật sự nó rất là hiếm, chỉ mình đếm trên đầu ngón tay luôn á. Thật sự đa phần cái cổ phiếu đều trong cái trend giảm thôi, nó chưa tạo được cái xu hướng tăng trở lại ngay. Đấy, trên dòng ngân hàng và là cái dòng mình ưu tiên, nhưng cổ phiếu SCB nó vẫn tốt anh chị. Đấy, nhưng con này chị thấy trong phiên nó vẫn giữ giá khá tốt anh chị nha. Thì đó là nhờ gì chị? Nhờ cái xu hướng ở đây này. Thì nó vẫn tốt thì chị mình cứ chờ lại. Đôi khi SCB thấy áp lực bán nó không nhiều nè thì mình chờ quá trình nó cân bằng lại anh chị nha. Ví dụ đây cân bằng được 1 phiên, 2 phiên, 3 phiên nè, cân bằng thêm đâu đấy khoảng 2 phiên nữa, 3 phiên nữa thì sẽ khá tốt để cho anh chị một cái điểm mua nó an toàn. Thì mình thường tham gia tại những cái vùng nền giá gì, tại những vùng nền tích lũy ấy, thì đó cũng là những cái điểm hỗ trợ. Tại vì khi cổ phiếu cân bằng lại rồi thì xét xuống nó gãy nữa là không cân. Mọi người lưu ý, bản chất nó cũng đã phát triển được một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn này. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo mình cũng sẽ cùng thấy, ví dụ như Liên Việt và SHB đi không? Số cổ phiếu như Liên Việt nè. Đấy, Liên Việt anh chị thấy vùng này volume khá là to đúng không? Đấy, thì mình cũng khó để mà mình chọn một cái điểm mua an toàn với những cổ phiếu như Liên Việt luôn ấy. Đấy, cho nên ví dụ trường hợp anh chị nào mình có nắm á, thì mình cũng lưu ý với những cổ phiếu Liên Việt khi mà nó tăng lên những vùng biên độ trên cao mà khối lượng nó được duy trì tốt như thế này á, khối lượng càng ngày nó càng tăng như thế này á thì nó vẫn giữ được. Anh chị mình lưu ý ha. Đấy, còn khi nào mà tạo điểm mua mới là khi nó phải kiệt cung đi thì nó mới tạo ra cho anh chị mình điểm mua mới được với những cổ phiếu như Liên Việt. Đấy, thì hôm nay là bản chất nó cũng vượt được với những cái firm mô hình về hai đáy này, ví dụ đây là vượt về những cái firm mô hình về hai đáy này, nhưng mà cái điểm xác nhận ngày hôm nay nó cũng không đạt cái độ uy tín nó cao. Một điểm xác nhận là phải là điểm bùng nổ thì nó mới tốt anh chị nha. Với những cổ phiếu Liên Việt thì mình thấy đâu đó những con này nó vẫn là những cổ phiếu trong dòng ngân hàng thì nó vẫn khỏe hơn nhiều so với mặt bằng chung cái mặt cổ phiếu khác. Đấy, một số cổ phiếu như SHB nó cũng thế anh chị, hôm nay biên độ cũng tăng được 4% đúng không, nhưng mà nó vẫn gì, nó vẫn chưa xác nhận được vượt được cái firm mô hình hai đáy. Ví dụ những con này ngày mai phải xác nhận đây nè thì nó phải tạo điểm mua cho anh chị mình tham gia anh chị ha. Đấy, cái máy ví dụ như SHB nó bùng nổ, volume nó đâu đấy tầm khoảng 15 triệu cổ phiếu thì anh chị muốn cắm tay cộng mình vẫn tham gia được với những cổ phiếu như là SHB. Đấy, nhìn chung chỉ có dòng ngân hàng nó tạo mô hình gì, nó tạo được những cái firm mô hình năng đáy ngắn hạn. Đấy, CTG nè, BID nè, Liên Việt nè, ACB và SHB. Đấy, thì đó là những cổ phiếu mà nó tốt nhất hiện tại ở thị trường chứng khoán Việt Nam luôn. Rất ít cổ phiếu nó vẫn giữ được cái trend năng đáy ngắn hạn như những con này. Tiếp theo là mình nhìn qua dòng cổ phiếu của dòng thép đi, dù dòng thép Nam Kim đi. Nam Kim thì bản chất như con này nó cũng đáy từ đoạn trước anh chị, những con này nó cũng đáy đoạn trước này thì mình cũng sẽ bỏ ra, mình cũng không có nốt lại những con này. Thì nào mà nó cân bằng xong, tạo đáy xong mình hướng dẫn anh chị mình sâu, còn bây giờ mình cũng chả biết nó giảm đến thế nào. Hôm nay là một cái phiên nó bị cung luôn anh chị, hay có lượng giao dịch cũng tương đối lớn ấy. Một số cổ phiếu như Hoa Sen đi, Hoa Sen thì mình chỉ thấy quá trình nó test đi test lại vùng đáy mà volume càng ngày nó càng to như thế này thì bản chất nó không có độ an toàn nó cao, thì áp lực bán nó vẫn còn. Đấy, cho những cổ phiếu Hoa Sen thì bản chất khi mà hôm nay nó đóng sàn nó cũng gần như nó khủng đi cái vùng đáy ấy, thì bản chất nó phải mất thời gian nó cân bằng lại. Thì tạm thời với dòng cổ phiếu dòng thép như Hoa Sen thì mình cũng sẽ gì tạm thời mình sẽ loại bỏ ra. Đấy, tại vì nó không đạt vào những cái tiêu chí của mình thì bản chất nó không khủng vùng đáy một đoạn trước á, thì mình vẫn chờ, mình vẫn đợi nó test lại nó kịp cung đi. Nhưng mà anh chị thấy quá trình nó test lại nè, volume lớn nè, test lại volume lớn nè, thì hôm nay nó còn khủng đáy nữa, nó bị cung như thế này, bản chất ngày mai nó tiếp tục là một cái đà gì nó ép áp lực lên cái tâm lý của chị nhà đầu tư mình. Hoặc là một số cổ phiếu như Hòa Phát đi, thì chị thấy hôm nay là cái phiên giao dịch kỷ lục của Hòa Phát luôn chị ha. Đấy, giao dịch đấy khoảng 66 triệu cổ phiếu, thì cái phiên nổ volume này thì mình cũng kỳ vọng nó sẽ tạo tín hiệu đảo chiều dành cho cái cổ phiếu của Hòa Phát. Thường là phiên nổ volume là phiên tín hiệu đảo chiều anh chị nha. Ví dụ thấy như VND đi, chị thấy từ cái phiên mà nổ volume đây này, thì cái đà rơi cổ phiếu sẽ không còn lớn nữa, chết nó sẽ đi ngang. Mọi người lưu ý, chết nó sẽ đi ngang được cái vùng này. Đấy, nhưng mà nó không tạo điểm mua với những cổ phiếu như là Hòa Phát. Tại vì sao? Về xu hướng thì con này hạ đỉnh hạ đáy nè, đấy sau là khắp bằng đấy trước, đấy sau bằng đấy trước là không điểm mua chị, xu hướng vẫn là xu hướng giảm thì mình loại bỏ ra đó. Chỉ cần anh chị mình hiểu về xu hướng, những cái điểm hồi phục bull trap anh chị mình không tham gia vào những cổ phiếu như Hòa Phát thì đó là thành công. Còn hôm trước anh chị mình thấy thứ năm thị trường xanh xanh, chị mình mua Hòa Phát đi, làm tiếp tục mình về là mình bị dính ngay hai cây sàn của những cổ phiếu như là Hòa Phát, nó rất là rủi ro anh chị nha. Đấy, trên đoạn này không phải là một đoạn mà nó dễ đầu tư đâu, thì cá nhân mình cứ chờ, mình chờ nó xác nhận bùng nổ theo đà thì cái xu hướng thị trường sẽ được xác nhận, thì mình đầu tư nó dễ dàng hơn anh chị, mình đầu tư nó nhẹ đầu hơn, nó thoải mái hơn, thì mình dễ dàng mình chọn lọc cái cơ hội hơn. Thì đó là cái điều mà dễ nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Quan trọng là anh chị mình có đủ sự kiên nhẫn để mình chờ đợi hay không, hay là mình đang cầm những cái lượng tiền mình thấy cổ phiếu nó đỏ thì mình lao vào mua, nhưng bản chất mình không hiểu được cái xu thế thì một vài phiên tới nó lại tiếp tục có cuộn giá đi xuống. Đấy, và xu hướng giảm một cái xu hướng mà nó sẽ tạo đáy, đến khi nào nó xuất hiện cái phiên bùng nổ dòng tiền đi vào, mọi người lưu ý ha. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo thì mình sẽ đi đánh giá lại với tất cả những chị nhà đầu tư mình. Thì một số cổ phiếu như Vinamilk đi, thì cá nhân em mình đánh giá đây vẫn là những cổ phiếu hàng đầu thị trường có bùng nổ, em sẽ ưu tiên đánh con này đầu tiên. Mọi người lưu ý, thứ nhất là mình xét về trên xu hướng anh chị, hiện tại con này nó vẫn tạo cái sự cân bằng quanh vùng đỉnh, quanh vùng kháng cự cổ phiếu. Ví dụ mình thấy những cái phiên mà cân bằng phải kiệt cung như thế này, có lượng hấp dẫn như thế này nè,
là mới là tín hiệu cực kỳ tích cực và rất là tốt với những cái cổ phiếu như là Vinamilk anh chị nha. Đấy, trên với Vinamilk thấy một số cái phiên cân bằng thêm, thì ví dụ đây cân bằng được 3 phiên, vài phiên cân bằng nữa thì mình bắt đầu mình quan sát rất là kỹ. Hôm nay ngày nào em cũng quan sát thôi. Tại vì về xu hướng con này mới là cổ phiếu thuộc dạng là mạnh nhất thị trường lúc này. Đấy, cho nên chị mình canh kỹ với cổ phiếu của Vinamilk anh chị nha. Đấy, một số cổ phiếu của BVH. BVH. Thì BVH trên xu hướng thì nó vẫn là một cái trên xu hướng ngắn hạn, vẫn là tín hiệu gì? Nó hiểu năng đáy đó hoặc là cái trên tăng đó, nhưng mà nó không có dòng tiền anh chị, con này không có dòng tiền thì vận động nó cũng tương đối khó chịu ấy. Ví dụ anh chị nào có thì mình nắm thôi, còn điểm mua nó vẫn chưa xuất hiện đấy. Hôm nay thì mình sẽ bổ sung thêm cho anh chị mình một mã cổ phiếu nữa, chính là cổ phiếu của nhóm VIN30 luôn nha, chính là cổ phiếu của gas đấy. Vì sao em lại bổ sung con gas thì chị mình thấy nè, thì bản chất thị trường hiện tại rất ít những cổ phiếu vẫn giữ được một cái trend tích lũy lớn. Gas ở đây là một cái biên độ tích lũy lớn anh chị nha. Đấy, nếu như mình nhìn ở chặt tuần biên độ tích lũy con gas là cực kỳ đẹp. Vừa nãy đây là một cái form tích lũy gì, một cái mô hình gì tái tích lũy kênh trên, là tích lũy cái vùng giá kháng cự thời đại cổ phiếu, vùng giá cao nhất ở vùng giá thời đại cổ phiếu thì mình gọi là vùng tái tích lũy kênh trên. Quá trình tích lũy ở đây là mình thấy từ giai đoạn năm 2021 nè đến hiện tại thì đâu đó gần một năm anh chị, cuối năm 2021 nè, gần một năm với những cổ phiếu như là gas chị, quá trình càng tích lũy càng cuối, quá trình tích lũy đang siết nền lại nè, kiệt cung đi anh chị, theo volume càng ngày càng thấp dần nè. Thì đó là những liệu mà cá nhân em mình đánh giá là tương đối tốt với những cổ phiếu như gas đấy, cho nên cổ phiếu này mình cũng quan sát cho nó kỹ anh chị nha. Mặc dù dầu khí là đa phần là cái cổ phiếu đều gãy chen hết rồi, thì con này xu hướng nó vẫn giữ trên tăng đáy sau vẫn cao đáy trước này, vẫn giữ được một cái chen xuống tăng này. Quá trình nó siết biên kiệt cung đi rất là đẹp anh chị nha. Dù hôm nay điểm test cung của những cổ phiếu như gas này, nếu như ngày mai con gas nó có điểm gì mồi chà dòng tiền hướng lên đó, thì đó là điểm tham gia ấy. Ví dụ dòng tiền ngày mai con gas chỉ cần nó đáy khoảng tầm 700 ngàn cổ phiếu thôi, 700 ngàn cổ phiếu thì anh chị mình tham gia nó vẫn được với những cổ phiếu như gas. Cho em note lại gas ở đây là về xu hướng nó cũng không khủng đi anh chị nha, nó không khủng đi cái vùng đáy trước. Ví dụ đây vùng đáy trước nè, đây vùng đáy trước cổ phiếu gas này, nó không có bị khủng đi và nó không bị mất đi, nó vẫn giữ chen xuống tăng mô hình tích lũy lớn anh chị nha. Đấy, những con này mà nó bước vào chen tăng nó cũng khá là kinh điển đấy. Đấy, cho nên một cái phân khúc khi mà cá nhân em mình chọn lọc lại với anh chị mình thấy là gì, nếu như thị trường chung nó có một con sóng hồi phục thì dòng tiền nó vào đâu anh chị, chắc chắn với chị mình lại vào cái nhóm cổ phiếu lớn, nhóm cổ phiếu VN30, nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhóm cổ phiếu blue chip, chứ không phải chảy vào những cổ phiếu penny, những cổ phiếu bất động sản dòng tiền giá rẻ anh chị. Mọi người lưu ý hơi kỳ dòng tiền giá rẻ đã qua rồi. Đấy, cho nên mình thấy một số sóng hồi anh chị mình ưu tiên mình đánh là nhóm VN30 là nhiều hơn anh chị nha. Đấy, mình nhìn vào chỉ số VN30 xem nó có điểm khác biệt nào hay không này. Hôm nay vol nó cũng lớn anh chị nha, rút chân tương tự với thị trường này cũng là vol lớn nè. Thì mình cũng chờ thêm đó. Cho anh chị mình chú ý kỹ với nhóm VN30 thì một số cổ phiếu em đề cập đó chị mình thấy đa phần là nằm trong VN30 hết nè, ngân hàng nè, Vinamilk, Gas, BVH nè. Đấy, tiếp theo là nhóm cổ phiếu số 2 là mình mới cập nhật lại, là nhóm cổ phiếu mà nó khủng đáy một nhưng một số phiên gần đây nó có điểm hồi phục trở lại và có tín hiệu của dòng tiền. Thì dòng chứng khoán này có HCM này, có VCI này, thì mình cùng xem qua hai con này nó như thế nào mà em lại cập nhật vào đây. Điều đầu tiên chị thấy nè, những cổ phiếu mà nó khủng đáy á thì mình sẽ không quan tâm, trước tiên là mình không quan tâm nó. Đấy, như đây là quá trình khủng đáy nè, đáy sau nè, thấp hơn đáy trước nè. Đấy, nhưng bắt đầu cho một số phiên gần đây nó tạo được cái điểm dòng tiền. Ví dụ hôm nay là điểm dòng tiền thứ nhất, điểm dòng tiền đầu tiên của cổ phiếu HCM. Nhưng mà thường mình có tham gia tại điểm này hay không thì cá nhân em mình thiên hướng về sự an toàn thì mình không mua trong cái phiên ngày hôm nay. Tại vì sao? Tại vì xu hướng của thị trường chung nó vẫn là xu hướng giảm chị. Xu hướng ở đây của thị trường vẫn là xu hướng giảm, xu hướng tổng thể luôn á, vẫn là một cái xu hướng giảm thì mình sẽ không tham gia tại điểm dòng tiền thứ nhất của cổ phiếu. Hãy mình lưu ý mình không tham gia tại điểm dòng tiền thứ nhất hả. Nếu như thị trường trong một xu hướng tăng thì cái buổi video thứ năm mình đã nói chị mình rồi á, nếu như thị trường trong xu hướng tăng thì mình đánh tại điểm dòng tiền thứ nhất của cổ phiếu được. Đấy, còn thị trường xu hướng giảm mình không ưu tiên, mình sẽ đánh tại điểm dòng tiền số 2 của những cổ phiếu. Khi mà bắt đầu nó lên nó gặp lại qua những vùng kháng cự 21 này chị, thì nó sẽ có những quá trình nó test lại, có thể nó tạo ra mô hình gì vai nè, đầu nè, vai ngược nè, thì điểm dòng tiền số 2 phía sau là điểm mua an toàn hơn. Mọi người lưu ý nha. Đấy, thì khi mà nó test lại nó tạo được cái vai bên phải á thì vô tình chung nó tạo tín hiệu gì? Năng đáy. Đấy, em lưu ý năng đáy là bắt đầu xu hướng tăng, dòng tiền đi vào điểm mua hả. Trên một số cổ phiếu HCM mình cũng sẽ để lại ở cái phần danh mục video theo dõi thêm, hoặc là một số cổ phiếu như là VCI nó cũng như thế, bắt đầu hôm nay nó có tạo điểm dòng tiền này. Nhưng mà chị thấy càng lên cao sẽ càng gặp lại áp lực bán của những nhà đầu tư kịp hàng dài trước đó, điểm giảm volume lớn này thì nó cũng nên nó gặp cũng phải có quá trình nó test lại. Thì nếu tốt nhất là tạo hình vai đầu vai ngược thì mình sẽ hướng dẫn anh chị mình tham gia ấy, còn chứ mình không mua trong điểm dòng tiền thứ nhất đó. Trên cá nhân em mình không bao giờ mình đi tiêu cực với cổ phiếu đấy, khi nào cổ phiếu tạo được tín hiệu tốt thì mình nói tóm lại để mình theo dõi và chờ đợi cơ hội đầu tư. Mọi người lưu ý nha, ví dụ Techcombank nó cũng tương tự nè. Ví dụ chị thấy nè, đầu tiên về xu hướng á thì những con này nó vẫn là một cái xu hướng giảm thì mình sẽ không tham gia gì, mình không tham gia, mình có tăng trần mình có không mua. Mình chú ý nó khi nào, khi nó có điểm dòng tiền quay trở lại mình chú ý.
Dù đây là cái điểm dòng tiền đột biến của cổ phiếu Techcombank này, nhưng nó lên nó gặp vùng kháng cự này chị, thì bản chất thường nó phải có một cái điểm gì, nó kiểm tra lại cung cầu này, nó tạo được mô hình vai đầu vai ngược, thì mình sẽ hướng dẫn chị mình đánh điểm test lại kịp cung đi này. Thì điểm dòng tiền số 2 đi vào nó an toàn, Techcombank nó khá giống với dòng chứng khoán ấy. Cho mình nói lại đấy, còn một số dòng cổ phiếu lỗ 3 đi là cái dòng cổ phiếu mình sẽ chưa quan tâm ngay, là một số dòng bất động sản ví dụ đất xanh này, tại sao mình có chú ý không chị? Tất nhiên là không, tại vì sao, nó cũng đi cái vùng đáy trước này, nó cũng chưa hồi phục về được cái vùng biên trên này, nó cũng chưa có điểm nhấn về dòng tiền này, thì mình sẽ không quan tâm. Một số cổ phiếu như DG này mình có tập trung mình chú ý không chị, và đôi khi chị mình hiểu về xu hướng ấy, là mình đã loại bỏ được một 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 cái mớ rủi ro luôn, mình loại bỏ được một cái phần rủi ro cực kỳ lớn ấy, là mình chỉ cần không tham gia vào những con này thì đã là thành công rồi chị. Tại vì em chả biết nó bao giờ nó đảo chiều xu hướng, cho nên với những con này vẫn là xu hướng giảm này. Khi nào có dòng tiền đảo chiều đi em sẽ hướng dẫn chị mình sau đấy, chứ mình không có đi đón ngò chị nha. Con nào trên giảm có khủng đấy một thì mình cứ bỏ đấy, hoặc là một số cổ phiếu đầu tư công xây dựng dụng hãy khác HBC đi, thì nó cũng khủng đấy liên tục, mình thấy không không có quá trình tạo đáy, nó không có bất kỳ tín hiệu tạo đáy nào cả thì mình cũng không quan tâm đấy. Một số cổ phiếu chứng khoán thì nó vẫn còn những con như VND thì mình cũng chưa cập nhật, nhưng mà một số cổ phiếu HCM, VCI nó tốt dần thì mình cập nhật lại. Mọi người lưu ý đấy, ví dụ dòng cổ phiếu mà khủng đấy bắt đầu có cổ phiếu được trước, cổ phiếu của dòng thép, dù thép ở đây là có cổ phiếu của Hòa Phát anh chị đấy, hoặc là ví dụ dòng chứng khoán ở đây đi thì nó vẫn có nè, cổ phiếu chứng khoán này nó có cổ phiếu của VND đấy, thì mình lưu ý mình sẽ tránh né ra những con này, mình tập trung thứ nhất là ưu tiên những con loại 1 và những con loại 2 khi mà nó test lại kịp cung đi. Mọi người lưu ý đấy, trên một số cái chiến lược mà để hướng dẫn cho chị mình chờ cái điểm cơ cấu danh mục á, thì ở đây em vẫn luôn sẵn sàng thôi, vẫn báo anh chị mình là anh chị mình cứ sẵn sàng vốn đi, xuất hiện điểm cơ cấu danh mục em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình ngay. Chứ chị mình thấy trong những cái tuần vừa qua ấy, mà anh chị mình cơ cấu sai đi, mình cứ thấy xanh là mình mua vào, mình thấy bản chất là mình càng gia tăng quy mô vốn trong xu hướng giảm. Dù anh chị nào càng trung bình giá đứt là mình càng ngày mình càng thua lỗ nặng, mình càng trung bình giá VND càng ngày mình càng thua lỗ nặng, thì đó không phải là những cái điểm cơ cấu anh chị nha, đó là điểm cơ cấu sai. Cơ cấu là phải đúng điểm mua, tạo điểm mua an toàn như là anh chị mình mua mới thì nó mới gọi là cơ cấu. Mọi người lưu ý ha, nãy cho anh chị là muốn tham gia vào room cơ cấu này thì cái điều kiện tham gia nó tương đối dễ dàng thôi, chỉ cần anh chị mình thuộc hệ thống khách hàng bên em, hoặc là anh chị nào có tài khoản thì mình phải chuyển tài khoản về với em hỗ trợ, hoặc là anh chị nào mình muốn mở tài khoản thì nó vẫn có những cái điều kiện và thủ tục để cho anh chị mở tài khoản. Hiện tại VPS thủ tục mở tài khoản rất là nhanh, rất là dễ, thủ tục mở tài khoản miễn phí. Ngoài ra khi mà anh chị mở tài khoản mới mình còn được miễn phí giao dịch 0% trong 6 tháng đầu tiên kể từ ngày mở tài khoản, mình vẫn còn được chọn tài khoản số đẹp theo cái nhu cầu của cá nhân mình. Mọi người lưu ý ha. Đấy, thì hôm nay thì em cũng hơi bắt đầu là mình hơi đau họng một chút, cho nên đôi khi trong cái lúc mà mình trao đổi với chị mình á, mình không có nói lớn được anh chị, bắt đầu càng về cuối video á là bắt đầu mình cảm thấy cái giọng của mình hơi yếu đi rồi. Thì anh chị mình cũng thông cảm giúp em anh chị ha. Đấy, thì một số anh chị là muốn đồng hành cùng em thì mình phải liên hệ với em qua số Zalo 0974046220, hoặc là liên hệ với bạn trợ lý bên em là bạn Hải Anh ấy qua số Zalo 0945866915. Ngoài ra thì mình còn có room Zalo cộng đồng để mình hỗ trợ anh chị mình ở đây. Đấy, thì anh chị nào mà mình chưa muốn về làm khách hàng bên mình hoặc là muốn theo dõi thêm thì mình có thể tham gia vào cái room cộng đồng này anh chị ha. Đây vẫn là room miễn phí đó. Thì cái phần link của room cộng đồng thì em có để trong phần mô tả của mỗi video, thì chị mình có thể xem và tham khảo ở đây là cái link này, và trong phần bình luận em vẫn có ghim này. Đấy, thì buổi video ngày hôm nay cũng đến đây, thì cũng cảm ơn tất cả quý anh chị nhà đầu tư mình đã theo dõi buổi video ngày hôm nay. Chúc anh chị mình buổi tối sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi video ngày mai. Xin chào cả nhà.